Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trên kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý ngay sau đây. Bản tin lũ lụt Trung Quốc mới nhất ngày 29 tháng 6 năm 2023. Thưa quý vị, tình hình bão tố, mưa to, ngập lụt, vỡ đê, nhà đổ, cuồng phong, vòi rồng ở Trung Quốc vẫn đang hết sức nguy cấp. Rạng sáng ngày hôm nay, một tòa nhà chung cư cao 23 tầng ở thủ đô Bắc Kinh đã bị đánh sập bởi một trận cuồng phong do cơn bão số 4 quét qua, khiến cho toàn bộ quảng trường Thiên An Môn bị phong tỏa. Trung Quốc tiếp tục đón nhận ngày thứ 68 đầy đen tối. Một số khu vực như thủ đô Bắc Kinh, thành phố Quảng Tây, Quảng Đông, Thâm Quyến, Hồ Bắc, Vũ Hán vẫn sống trong cảnh bóng tối vì bầu trời liên tục xuất hiện những cơn mưa to đến rất to. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết, do ảnh hưởng của cơn bão số 4, một trong những cơn bão siêu mạnh đổ bộ vào phía Trung Quốc, cho nên từ đêm ngày hôm qua tới rạng sáng ngày hôm nay, mưa liên tục trút xuống 5 triệu tấn nước từ trên trời đổ xuống phía Trung Quốc, khiến lũ lụt ở thượng nguồn đập Tam Hiệp, sông Mekong, sông Hoàng Hà và sông Trường Giang ập về vùng hạ lưu, làm cho mực nước tại nhiều tỉnh phía Đông, phía Nam, phía Bắc và phía Tây của Trung Quốc ngập chìm trong biển nước. Nhiều nơi tiếp tục ngập sâu từ 3 đến 7 mét, nhiều ngôi nhà cao từ 5 tới 9 tầng ở Thượng Hải, Hồ Bắc, Hồ Nam đều bị nhấn chìm tới nóc. Đứng trước tình hình cấp bách và nguy hiểm kể trên, cơ quan cảnh báo động đất và lũ lụt Trung Quốc đã phải phát đi thông báo khẩn cấp ngay trong đêm ngày hôm qua, cảnh báo rằng toàn bộ người dân nên tìm gấp nơi trú ẩn bởi vì Trung Quốc vẫn tiếp tục hứng chịu những trận mưa to, gió lớn, ngập lụt tới cuối tháng 8 này mới chấm dứt. Trung tâm Cứu nạn Cứu hộ Trung ương Trung Quốc cho biết rằng, hôm qua Bắc Kinh vừa mới khôi phục được trạm phát sóng Đài Tiếng Nói Trung Quốc, thì ngày hôm nay vào lúc 2 giờ đêm, cột phát sóng trên kênh truyền hình CCTV đã bị bão quật đổ, khiến Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc bị gián đoạn. Người dân không xem được TV, thiệt hại ước tính lên tới 170 tỷ nhân dân tệ. Thế nhưng, giới quan sát cho biết ở ngoài Biển Đông, ông Tập Cận Bình vẫn phát lệnh cho máy bay, tàu chiến và quân đội của Bắc Kinh đụng độ đối đầu nảy lửa với một chiến hạm của Hải quân Hoa Kỳ tại vùng biển giáp với đảo Phú Lâm, bởi vì ông Tập Cận Bình cho rằng tàu chiến của Hải quân Mỹ đã xâm phạm vào phạm vi 12 hải lý xung quanh con đường lưỡi bò mà Trung Quốc tự vẽ ra và tự thừa nhận. Không những thế, chính quyền của ông Tập còn được cho là đang đem con virus Vũ Hán đi lây lan ra khắp thế giới, nhất là lây lan mạnh ở Mỹ. Bởi vì trong những ngày vừa qua, các cơ quan chức năng và mật vụ FBI của Hoa Kỳ phát hiện ra những đồ dùng có chữ in Trung Quốc đang được bí mật gửi ra 50 bang của Mỹ, và trong những đồ vật này có chứa mầm mống bệnh virus corona. Đây là một điều cực kỳ nguy hiểm bởi vì phía Trung Quốc đang muốn đầu độc Mỹ và một số nước trên thế giới hòng đánh bại Mỹ để vươn lên ngôi vị số 1 trên thế giới. Đó là âm mưu thủ đoạn của người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc, ông Tập Cận Bình, và FBI cho biết. Khi lực lượng chức năng mà xác định chính xác những đồ vật mà Trung Quốc gửi sang Mỹ để hủy diệt Hoa Kỳ, thì nhất định chính quyền Tổng thống Mỹ, ông Biden sẽ ra tay trừng trị tận gốc Trung Quốc. Khi đó chắc chắn sẽ có một màn kịch được cho là rất hay, bởi vì Mỹ mà đánh Trung Quốc thì thảm họa là vô cùng kinh khủng. Chúng ta hãy chờ xem, ngày tận thế của Trung Quốc sắp đến rồi. Chính quyền của ông Tập Cận Bình sắp bị chính quyền Tổng thống Mỹ ông Biden ra tay trị tội rồi. Kính thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post, tờ báo nổi tiếng của Trung Quốc cho biết, tình hình mưa lũ ở nước này vẫn đang trong giai đoạn hết sức nguy hiểm và phức tạp. Bởi vì những tháng gần đây, ở những tháng mùa mưa của Trung Quốc, mưa chồng mưa, lũ chồng lũ, bão chồng bão, khiến cho một tòa chung cư cao cấp và rất nhiều ngôi nhà khác ở thủ đô Bắc Kinh cũng như nhiều thành phố lớn của Trung Quốc đã bị cơn bão số 4 đánh cho sụp đổ. Nhưng rất may không có thiệt hại về người, vì người dân của Trung Quốc được cho là đã di tản đi khắp nơi để trú ẩn rồi. Tờ báo Tân Hoa Xã của phía Trung Quốc đã cung cấp những hình ảnh và những đoạn video cho thấy một chung cư cao tầng và rất nhiều ngôi nhà ở Trung Quốc đã bị bão số 4 xé toạc như những tờ giấy trắng. Hình ảnh một tòa chung cư cao cấp ở tỉnh Chiết Giang bị cơn bão số 4 xé toạc như nhà bằng bìa cắt tông đang được bàn tán xôn xao trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc. Tân Hoa Xã cho biết ít nhất một số cư dân đã bị chết do gió cuốn bay từ tầng 12-13 bay xuống dưới đất. Tờ báo của Trung Quốc còn cho biết bão số 4 vượt qua miền Bắc đảo Đài Loan
trước khi nó đổ bộ vào tỉnh Chiết Giang, miền đông của Trung Quốc vào lúc 3 giờ 30 phút sáng ngày hôm kia với sức gió giật trên cấp 12 và đo được tại tâm bão lên tới 133 km/h. Mưa lớn đã gây ngập lụt ở nhiều khu vực, trong đó có quảng trường Thiên An Môn tại thủ đô Bắc Kinh. Bão số 4 tàn phá nhiều tỉnh thành của phía Trung Quốc, khiến cho 3.000 ngôi nhà bị hư hỏng nặng và nhiều người dân lại phải sơ tán gấp, khiến 830.000 hộ gia đình ở các thành phố lớn bị mất điện, hư hại cực kỳ nghiêm trọng. Nhiều bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc ghi lại cảnh một tòa chung cư cao 22 tầng và 18 tầng ở thành phố Chiết Giang, thành phố Quảng Đông, Quảng Tây bị gió thổi bay hết ban công, cửa sổ và vách tường, nhiều điều hòa, tủ lạnh, TV cũng bị trôi lênh láng ra ngoài biển Đông. Một phụ nữ 62 tuổi sống trên tầng 11 của một tòa chung cư cao cấp ở thủ đô Bắc Kinh nói rằng cửa sổ của nhà bà đã bị cuốn bay vào lúc 2 giờ đêm ngày hôm qua và đã làm cho một người thiệt mạng. Những bức ảnh trên mạng xã hội TikTok của Trung Quốc làm dấy lên lo ngại của bão lũ khi Trung Quốc liên tục hứng chịu những trận đòn thấu xương của mẹ thiên nhiên và Đức Chúa Trời dội xuống phía Bắc Kinh để trừng trị chính quyền ông Tập Cận Bình. Tuy nhiên, theo một nguồn tin đáng tin cậy tiết lộ rằng thì Hải quân của Trung Quốc vẫn cho bắn đạn thật để uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn giáp eo biển Đài Loan trước sự chứng kiến của Hải quân Hoa Kỳ. Đây là một thông tin cực kỳ chính xác do tờ báo Đài Bắc cung cấp. Tờ báo của Đài Bắc cho biết rằng nghe tin quân đội của Bắc Kinh do ông Tập Cận Bình cầm đầu đang tập trận chiếm đảo của Đài Loan, cho nên chính quyền bà Thái Anh Văn cùng Mỹ đã điều 200.000 lính, đem theo rất nhiều máy bay chiến đấu và tàu chiến tiến ra ngoài Biển Đông và tiến sát eo biển Đài Loan để chặn quân đội của phía Trung Quốc đang gây hấn rất mạnh. Nguồn tin quân sự của Đài Bắc đã cho biết chính quyền bà Thái Anh Văn và Mỹ đang kết hợp với nhau để điều tàu chiến ra ngăn chặn quân đội của Bắc Kinh bởi vì họ đang cho diễn tập bắn đạn thật và phóng tên lửa uy hiếp quân đội của bà Thái Anh Văn. Đây được cho là một hành động rất ngông cuồng mà chính quyền ông Tập Cận Bình thường xuyên gây sức ép lên bán đảo của Đài Loan nhằm thôn tính bán đảo này về tay của Trung Quốc đại lục. Đứng trước tình hình đó, thì Mỹ đã lên tiếng nói rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động bắt nạt, gây hấn ngông cuồng ngoài Biển Đông. Chính quyền của ông Tập Cận Bình nên chăm lo đời sống người dân Trung Quốc bởi vì lũ lụt, thiên tai, dịch bệnh đang hoành hành tại đất nước này. Nếu như ông còn hung hăng ở ngoài Biển Đông, thì nhất định thiên nhiên sẽ ra tay trừng trị Trung Quốc thay cho các nước trên thế giới. Đây là nhân quả báo ứng mà mẹ thiên nhiên cũng như Đức Chúa Trời giáng đòn lên đầu ông Tập Cận Bình, bởi vì những tội lỗi của ông ta gây ra cho nhân loại là không bao giờ kể hết được. Kính thưa quý vị, tờ báo quốc tế cho biết, ở ngoài Biển Đông thì vẫn đang hết sức dậy sóng bởi vì ông Tập luôn muốn chiếm Biển Đông. Còn trong nước Trung Quốc thì liên tục bão lũ xảy ra hết sông Trường Giang đến sông Hoàng Hà và sông Mekong bị đe dọa. Tờ báo quốc tế cho biết, tình hình hiện tại ở đất nước Trung Quốc rất nguy hiểm, bởi vì lũ lụt bão tố liên tục xảy ra, người dân thì thiếu lương thực. Tuy nhiên, chính quyền ông Tập được cho là không lo cho người dân mà vẫn mải mê đi chiếm đóng ở ngoài Biển Đông. Tờ báo nói rằng sông Trường Giang nước lũ chưa rút và vẫn đe dọa trực tiếp lên con đập Tam Hiệp, thì mới đây cơ quan khí tượng thủy văn Trung Quốc cảnh báo thiên tai sẽ kéo xuống sông Hoàng Hà và sông Mekong. Đây là một trong những con sông lớn thứ hai, thứ ba của Trung Quốc, và nếu như lũ lụt và cuồng phong xảy ra trên hai con sông này thì nhiều khả năng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc sẽ bị vỡ lên tới 100%. Và khi nó vỡ, nó sẽ cuốn trôi gần như toàn bộ đất nước của Trung Quốc ra ngoài Biển Đông. Và khi đó, trên bản đồ của thế giới sẽ không còn xuất hiện tên của Trung Quốc nữa. Đứng trước tình hình nguy hiểm trên thì tờ báo quốc tế có phỏng vấn ông Chen Pao, Phó trưởng phòng cứu trợ thiên tai và dịch vụ công thuộc Cục Khí tượng Trung Quốc cho biết, trong một cuộc họp báo, mưa lớn sẽ xuất hiện ở nhiều khu vực phía Bắc, phía Tây, phía Đông và cả phía Nam của Trung Quốc trong tuần này và tuần tới, thậm chí nó có thể kéo dài tới cuối tháng 8 này. Vì thế, Trung Quốc tiếp tục sẽ gặp những trận cuồng phong cũng như lũ quét. Theo đó, thì mưa lớn sẽ gây đột ngột ở Trung Quốc, dự kiến sẽ chuyển sang phía Bắc trong tuần này và gây áp lực lên con sông Hoàng Hà sau khi liên tục vùi dập miền Nam hơn 2 tháng vừa qua. Cảnh báo về mức độ nguy hiểm của trận lũ này, ông Chang cho biết, so với miền Nam, các thành phố phía Bắc sẽ có ít kinh nghiệm hơn trong công cuộc phòng chống mưa bão và lũ lụt, vì thế sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trong thời gian vừa qua, đã có rất nhiều tờ báo quốc tế cũng như trang mạng xã hội nói rằng con đập Tam Hiệp của phía Trung Quốc bị nứt, bị vỡ và bị hư hỏng nặng. Tuy nhiên, theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương Trung Quốc cho biết,
hiện con đập Tam Hiệp vẫn không bị ảnh hưởng gì bởi mưa bão, nhưng khuyến cáo rằng nhiều khả năng nó sẽ bị vỡ lên tới 99,8% nếu như Trung Quốc hứng thêm một trận động đất sóng thần hay một cơn bão ngang ngửa với cơn bão số 4 vừa qua. Một tin được cho là cực đen tối và xấu đối với Trung Quốc khi trung tâm này dự báo rằng một vài ngày tới, thậm chí tới cuối tháng 8, Trung Quốc vẫn phải hứng chịu những trận mưa to đến rất to. Bầu trời của Trung Quốc vẫn chưa xuất hiện ánh sáng của mặt trời, vì thế Trung Quốc vẫn còn rất đen tối. Những thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại!